tiếp thì chủ đề thứ hai muốn trao đổi với bà con đấy là trao đổi một chút về cây đặc giống, đặc tính giống của cây cà phê. Trong về chủ đề này thì tôi đề cập đến với bà con ba về nội dung chính, đấy là đặc điểm phân loại và đặc điểm và học của đặc điểm cà phê, rồi công tác giống và cuối cùng là đặc điểm một số giống cà phê tốt đang trồng ở Việt Nam mình để bà con có thể tham khảo. Tiếp theo là phần công tác giống cà phê, thì trong phần này chúng ta sẽ có hai nội dung, đó là công tác giống cà phê trên thế giới và giống cà phê ở Việt Nam. Đầu tiên là giống cà phê trên thế giới, thì phương pháp cổ điển nhất để chọn ra giống cà phê bao gồm các bước tuyển chọn quần thể quang dại, tiếp theo là lai, đánh giá sản lượng, lai ngược và lai giữa các loài. Nhược điểm của phương pháp này là thời gian lâu, thường khoảng mất 30 năm mới chọn ra được một giống mới. Ngày nay thì có công nghệ sinh học đã được ứng dụng rộng rãi trong việc cải tạo và chọn giống cà phê như là nuôi cấy mô, chuyển nạp gen và đánh giá chất lượng cây giống bằng một số phương pháp sinh học phân tử và đã cho ra kết quả nhanh chóng. Công tác giống cà phê của các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới như là Brazil thì trồng chủ yếu là hai giống cà phê Arabica là Mudo Novo và Cactuai. Thì địa bàn của mỗi giống này nó tùy thuộc vào điều kiện của địa phương mà họ lựa chọn. Giống Cactuai thì nó chiếm 60% diện tích, còn trong đó giống Mudo Novo thì chiếm 35% diện tích, còn lại là các giống khác. Còn ở Colombia thì vào cuối những năm 1970 thì Colombia đã đưa vào sản xuất giống cà phê là Catura và đã đưa sản lượng từ 8 triệu bao hàng năm lên đến 11 triệu bao. Năm 1982, Colombia đã bắt đầu trồng một cái giống do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Colombia đã đưa vào sản xuất cái giống gọi là giống Colombia. Và giống này nó có khả năng kháng bệnh rỉ sắt rất là cao. Giống Colombia là họ dùng các giống như là Catimor, Lai Hoa trở lại với giống là Catura. Do đó mà cái sản phẩm nó cho ra cái mùi vị, cái hương vị của Arabica nhiều hơn. Thì hiện nay giống Colombia nó được trồng khoảng trên 40% diện tích. Còn ở Mexico thì tổng diện tích trồng cà phê ở Mexico có khoảng là 760.000 hecta, trong đó thì cà phê Arabica chiếm tới 97%. Các giống được trồng phổ biến như là Tipica 27%, Mudo Novo là 17%, Catura là 20%, Ganica là 16%, còn lại là những cái dòng khác. Và chỉ có là 3% diện tích còn lại là trồng cà phê Robusta. Còn đối với công tác giống cà phê ở Việt Nam thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai giống cà phê, đó là cà phê chè và cà phê vối. Thì đối với giống cà phê chè được chọn lọc ở Tây Nguyên thì được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tiến hành lai tạo giữa cà phê chè Catimor và các giống cà phê quang dại có nguồn gốc từ Ethiopia. Kết quả là đã được chọn ra được là 10 giống lai, bao gồm là TN1, TN2 cho đến TN10. Trong đó thì hai giống lai TN1 và TN2 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép khu vực hóa và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận vào năm 2011. Các giống cà phê chè lai như là TN1, TN2 thì đang được chọn lọc theo hướng là phả hệ đến thế hệ F5 và F6. Và các giống lai này đang được nghiên cứu để nhân giống với quy mô bằng phương pháp cấy mô.
Ngoài ra thì cái Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Tây Nguyên thì đang tiếp tục nghiên cứu để tuyển chọn ra các giống cà phê chè thuần chủng có chất lượng cao. Còn đối với giống cà phê vối được chọn lọc ở Tây Nguyên thì cũng qua Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã chọn ra được nhiều giống cà phê có chất lượng cao như là TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR13, TR14, TR15 và TRS1 và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Các giống cà phê vối chọn lọc đang được nhân giống vô tính dưới dạng cây ghép và hiện nay các giống này đang được nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp cấy mô để sản xuất hàng loạt với chi phí giá thành cây giống hợp lý để cung cấp cho sản xuất. Về đặc điểm của một số giống cà phê ở Việt Nam thì đối với cà phê chè thì chúng ta được biết đó đã được tuyển chọn 10 giống lai từ TN1 cho đến TN10. Trong đó chúng ta quan tâm là TN1 và TN2 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép khu vực hóa. Và đặc điểm của giống cà phê lai này á, thì nó có cây sinh trưởng rất là khỏe, phân cành nhiều, năng suất đạt từ 4 đến 5 tấn cà phê nhân cho 1 hectare, hạt lớn khối lượng 100 nhân từ 15 cho đến 17 gram và cái khả năng kháng bệnh rỉ sắt được đánh giá là ở mức cao. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái đặc điểm của cà phê chè TN1 và TN2. Thì đối với đặc điểm của cà phê chè TN1 là cây thấp, là tán bé, đốt ngắn. Kiểu hình thì nó tương đối giống với cà phê là Catimo, nhưng cành cơ bản nó dài và khỏe hơn. Khả năng phân cành cấp 2 nhiều, quả to, hạt thuôn dài. Khối lượng 100 nhân là trên 16 gram. Tỷ lệ tươi trên nhân thấp, từ 5.5 cho đến 6 chấm. Tiềm năng năng suất rất là cao, đạt trên 5 tấn nhân cho 1 hectare. Và cái tỷ lệ kháng bệnh rỉ sắt là rất cao. Còn đặc điểm của giống cà phê chè TN2 thì cây nó sinh trưởng ở dạng khá, tán thấp, tán cây cũng là thấp, bộ tán cũng bé, gọn, lóng cũng ngắn. Quả thì nó lớn và dài, khối lượng 100 nhân thì nó tầm trên 14 gram. Cái tỷ lệ tươi trên nhân thì nằm khoảng cũng là 5.5 cho đến 6. Khả năng phân cành cấp 2 cũng nhiều và tiềm năng năng suất rất là cao, đạt trên 4 tấn nhân cho 1 hectare, là kháng hầu hết tất cả các nồi của bệnh rỉ sắt. Tiếp theo là đặc điểm của một số giống cà phê vối ở Việt Nam thì chúng ta đã biết là chúng ta đã chọn được khoảng 11 giống cà phê vối. Thì đặc điểm chung của những giống cà phê vối được chọn lọc này là có năng suất đạt từ 4.5 cho đến 7.3 tấn nhân cho 1 hectare. Cây sinh trưởng khỏe, phân cành thứ cấp rất là tốt, quả to, đều và chính là tương đối tập trung nên rất dễ chúng ta khi thu hoạch. Trọng lượng 100 nhân đạt từ 17 đến 24 gram. Tỷ lệ cái tươi trên nhân thì nó rất là thấp, từ 4 đến 4.4. Và cái khả năng kháng bệnh rỉ sắt từ cao đến rất cao. Thì đối với những giống cà phê vối thì chúng ta sẽ tập trung vào những giống mà đang được khuyến cáo nhiều nhất hiện nay. Đầu tiên đó là giống cà phê vối TR4. Thì đối với giống này thì năng suất trung bình nó đạt từ 7,3 tấn cho 1 hectare. Màu sắc khi chín đó là đỏ cam, có khoảng là 770 quả cho 1 kg. Tỷ lệ tươi trên nhân là 4.1. Trọng lượng cho 100 nhân đó là 17,1 gram. Tỷ lệ loại 1 là chiếm 70,8%.
khả năng kháng bệnh rỉ sắt được đánh giá là ở mức cao. Thời gian thu hoạch dao động từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 12. Còn đối với giống cà phê TR9 thì năng suất trung bình đạt 5.5 tấn cho 1 hecta. Màu sắc quả khi chín đó là màu huyết dụ. Số quả có khoảng là 511 quả cho 1 kg. Tỷ lệ tươi trên nhân là 4.3. Trọng lượng 100 nhân là khoảng hơn 24 gram. Tỷ lệ hạt loại 1 là trên 85%. Cái khả năng mà kháng bệnh rỉ sắt được đánh giá là ở mức rất cao. Và cái thời gian thu hoạch nó cũng nằm ở trung tuần tháng 11 cho đến trung tuần tháng 12. Đây là cái nhóm thuộc là chín trung bình. Còn đối với giống cà phê vối TR11 thì năng suất chỉ đạt tầm 4.2 tấn cho 1 hecta. Màu sắc quả khi chín đó là màu đỏ hồng. Và cái tỷ lệ mà hạt số quả cho 1 kg thì là nó khoảng 747 quả. Tỷ lệ tươi trên nhân là 4.2. Và cái trọng lượng 100 nhân rất là nặng, trên 18 gram. Và tỷ lệ hạt loại 1 đạt là 17.2%. Kháng bệnh rỉ sắt ở mức cao. Thời gian thu hoạch là từ tháng 10 ở trong khoảng tháng 12, nên đây là nhóm giống mà chín hơi muộn. Tiếp theo là giống cà phê vối TRX1. Đối với giống này thì nó cho năng suất tầm khoảng 5,6 tấn nhân cho 1 hecta. Màu sắc quả khi chín là đỏ hồng, tỷ lệ tươi cho nhân là 4.6. Và trọng lượng 100 nhân thì khoảng trên 20 gram. Nhân loại đặc biệt nó khoảng 41.4% và tỷ lệ hạt loại 1 là trên 85%. Và khả năng kháng bệnh rỉ sắt đó là rất cao. Thì trên là những giống mà được khuyến cáo trồng ở khu vực ở Tây Nguyên của Việt Nam. Ngoài ra thì bà con cũng có thể tham khảo thêm một số giống cà phê vối khác ở Việt Nam như là TR5, TR6, TR7, TR8, TR12 và TR13. Kính chúc với bà con lựa chọn cho chúng ta một cái giống hiệu quả phù hợp ở khu vực và có giá thành rất là cao. Xin hẹn gặp lại.